Đấy à? Anh Bảo, em cứ sợ anh không tới. Em chào anh Bảo. Anh ngại à? Anh không. Là ghế hồn thế. Chắc là ở dưới quê anh không quen thân mặt thế này đúng không? Gì mà không quen, ở nhà anh chơi suốt. Thế thì được rồi, đi vào đây thôi. Đến đây, anh để chai đấy. Vào đây anh. Hôm nay em đặt phòng riêng, bọn mình chơi cho thoải mái. Anh uống gì? Rượu nhá. Ừ, chơi luôn. Anh ăn táo đi. Đây, anh xin. Đến chưa? Phòng 306 nhá. Anh nghe. Số hưởng là có thật. Thèm chưa các chú? Hùng, mày đến nhanh còn kịp hưởng. Không đi đâu hết. Qua đó lại dính bảo của mấy con yêu tinh. Bọn con trai các anh ấy, em còn lạ gì. Anh Bảo, về nhà ngay. Không em gọi điện mách mẹ Châu nhà anh đấy. Giới thiệu với bọn mày, đây là anh Bảo, bạn tao mới quen nhưng mà là đại gia đấy. Em chào anh Bảo. Này, hôm nay chúng mày muốn uống gì cứ gọi thoải mái. Anh Bảo khai. Đôi Bảo. Tất nhiên rồi. Anh Bảo là lan đây. Này, gọi thêm rượu đi. Đi. Kiếm đâu ra quả này đấy? Ngon. Trông mơ ý ổn. Alo. Thằng xe dẫm kia mày đang ở đâu đấy? Mày có đến không? Tao cần địa chỉ cho. Không. Liệu mà về sớm. Trông mơ ý ổn. Thằng Hâm. Đẹp trai thì có nhiều, nhưng quan trọng là nhiều tiền. Được đây. Đây. Hai ba. Định ngã tiền anh chắc. Tưởng anh là gà. Anh khôn lắm các em ơi.